1.000 quân nhân từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Dự kiến từ hôm nay ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, sẽ có khoảng 1.000 cán bộ nhân viên quân đi di chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 8, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu Cần đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không về việc vận chuyển lực lượng cán bộ nhân viên quân đi chi viện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung công văn đều rõ, Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng chủ trương tiếp tục thành lập các bệnh viện giả chiến để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, để kịp thời cơ động lực lượng cán bộ, nhân viên quân y và trang thiết bị đến các địa bàn có dịch trên phạm vi cả nước. Cục Vận tải đề nghị Cục Hàng không phối hợp vận chuyển cán bộ, nhân viên quân y, lực lượng phục vụ, chống dịch từ sân bay nội bài vào sân bay tân Sơn nhất, quân số dự kiến là 1.000 quân nhân, cùng hàng hóa, hành lý mang theo thời gian bay từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Cũng trong ngày 20 tháng 8, Cục Quân y có công văn gửi Học viện Quân y đề nghị huy động 300 bác sĩ và học viên đại học tăng cường cho quân khu 7 và các tỉnh phía Nam. Trong đó, 120 bác sĩ là học viên đang đào tạo sau đại học thuộc các đơn vị của học viện, 180 học viên đại học từ năm thứ hai trở lên. 300 bác sĩ học viên sẽ chia thành các tổ, hai bác sĩ và ba học viên sẵn sàng lên đường khi có lệnh. Nhiệm vụ của các bác sĩ học viên này là lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine, quản lý, điều trị chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường, quản lý, chăm sóc các trường hợp ép không cách ly, điều trị tại gia đình, phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo thành lập 7 bệnh viện giả chiến truyền nhiễm để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn phía Nam. Theo Cục Quân Y, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quân y tham gia chống dịch hiện có hơn 2.000 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên. Cục Cảnh sát Giao thông xuất quân tăng cường phòng chống dịch cho sáng ngày 21 tháng 8. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã tăng cường 37 cán bộ chiến sĩ từ Hà Nội vào làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo trước khi các cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ lần này phải cố gắng hết sức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công trong công tác kiểm soát ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 37 cán bộ chiến sĩ do cục cảnh sát giao thông tăng cường phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh lần này đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine, xét nghiệm âm tính.